Hello, xin chào anh em, quý hàng của bạn tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe đất cũ của mình. Thì ngày hôm nay mình tiếp tục làm video báo giá cho anh em liên tục về tình hình giá cả xe đất cũ, muốn mang đến cho anh em quý hàng của bạn thưởng thức trong video ngày hôm nay. Đầu tiên mình có một em viêm 6,5 tấn thùng kính mà full inox anh em, toàn bộ inox, sàn inox đập sóng rất là dày, lớp ngoài inox, lớp trong inox, toàn bộ inox nha. Còn viêm 6,5 tấn đó 2016, thùng nhà 5m1 với mức giá là 260 triệu. Kế bên con viêm 6,5 tấn là con viêm 1,9 tấn, tổng tải của nó là dưới 5 tấn, thùng dài của nó là 3m8, đời 2015 nha anh em, 1,9 tấn khùng mua bạc. Con này thì bên mình dự kiến chào bán cho anh em là 190 triệu có thương lượng nha, cho anh em ở đây xem xe và trải nghiệm dòng xe bên mình. Viêm 1,9 tấn. Kế bên là mình có một em bé nhỏ xinh xắn viêm Sita 710kg, mảnh thùng kính 2m2, có máy lạnh, mới thay 4 quả lớp với mức giá 115 triệu đời 2018 nha anh em, 115 triệu đời 2018, viêm 710kg nha, màu trắng rất là đẹp, ba em rất là xịn sò, ba em rất là đẹp, rất là chỉnh chu, muốn mang đến cho anh em quý hàng thưởng thức. Đấy, nếu anh em thích cái xe nào cứ liên hệ với mình ở số điện thoại 0937 965 342, hoặc đến đây xem xe trải nghiệm và lái thử viêm Sita 710kg thùng 2m2 115 triệu 2018 đến 2018. Kế đó mình có em sắt X125 1,25 tấn, thùng dài của nó là 3m2 đời 2018 với mức giá là 200 triệu nha, 200 triệu X125 ra đi em nói, sắt X125 1,2 tấn. Rồi, đây là những cái mẫu xe còn lại bên mình. Và kế đến mình có một em Kia K140 đời 2000, xe này 2014 nha anh em, thùng kính dài 3,5 m, 1,4 tấn đủ nè. Đó, K140 1,4 tấn, thùng 3,5 m, thùng kính có cửa hông. Đó, xe này thì bên mình dự kiến cho bán cho anh em là 235 triệu, 1,4 tấn đủ nha anh em, thùng 3,5 m đời 2014, 235 triệu, Kia K140 rất là xịn sò, rất là đẹp, thùng cabin mới sơn phết lại, mới tuyết trách lại, tại vì nó hơi mục một tí xíu, nhưng mà cabin zin nha anh em, máy móc cũng nguyên bản luôn, thùng bọng còn rất là đẹp. Đấy là cuối cùng mình muốn mang đến cho anh em một siêu phẩm thùng rất là dài luôn, khoảng 5m9 nha anh em, gần 6m, một chiếc xe 4,5 tấn, một chiếc xe của nhà máy Chiến Thắng lắp ráp và sản xuất đời 2017, 4,5 tấn, thùng dài gần 6m, 5m9 nha anh em, đời 2017 với mức giá ra đi em nó là 300 triệu có thương lượng, 300 triệu có thương lượng, cho anh em ở đây xem xe và trải nghiệm với dòng xe mình. Chiến Thắng 4,5 tấn, thùng siêu dài, thùng 5m9 nha anh em, có thương lượng. Xe kiểu dáng thiết kế giống dòng dắt anh em, máy của máy phao, máy Trung Quốc luôn. Cổng tải cũng rất là khỏe nha. Xe cũng còn rất là đẹp. Xe Chiến Thắng 4,5 tấn 2017 nha, 300 triệu, thùng 5,9. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của mình.